Ukraine cố tình cắt điện nhà máy hạt nhân Chernobyl. Nga cáo buộc các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine tấn công trạm biến áp và đường dây, khiến nhà máy hạt nhân Chernobyl mất điện. Phía Ukraine đang tìm mọi cách để né tránh việc sửa chữa và khôi phục hoạt động hệ thống cấp điện. Chúng tôi cho rằng điều này một lần nữa khẳng định tính chất cố ý và khiêu khích trong các hành động của những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov nói trong buổi họp báo ngày 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga gọi vụ tấn công vào trạm biến áp và hạ tầng cấp điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl là hành vi khiêu khích cực kỳ nguy hiểm. Thứ trưởng Pankov cho biết các chuyên gia Nga đã đảm bảo nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được cung cấp điện để vận hành hệ thống làm mát và các hệ thống quan trọng bằng máy phát dự phòng chạy bằng diesel. Cùng ngày, Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin đề xuất kết nối nhà máy Chernobyl với lưới điện Belarus để đảm bảo nguồn cung cấp điện thường xuyên. Chúng tôi muốn nhấn mạnh và cảnh báo rằng bất cứ gián đoạn hoạt động nào của các trạm biến áp hoặc hành vi phá hoại chúng là trách nhiệm của giới chức Ukraine. Đây là nghĩa vụ theo cam kết và trách nhiệm của Ukraine, Thứ trưởng Sorokin cho biết. Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Ukraine ngày 9 tháng 3 thông báo mất liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và cơ sở này hoàn toàn bị ngắt kết nối với lưới. Nhà máy này cũng cho biết lực lượng Nga hiện diện trong khu vực, các công nhân Ukraine không thể tới khôi phục mạng lưới cấp điện cho nhà máy Chernobyl. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo khi máy phát dự phòng tại nhà máy Chernobyl mất hết nhiên liệu, hệ thống làm mát của cơ sở cất giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ ngừng hoạt động và gây ra rò rỉ phóng xạ. Ngoại trưởng Kuleba cảnh báo điều này sẽ khiến toàn bộ châu Âu gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sau đó cho biết vụ mất điện chưa gây tác động nghiêm trọng đến an toàn tại nhà máy. Do sự cố Chernobyl năm 1986 xảy ra đã lâu, tải nhiệt của bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng đủ thấp và lượng nước làm mát trong bể đủ để duy trì hiệu quả loại bỏ nhiệt mà không cần cấp điện, IAEA cho biết. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vài giờ sau khi tiến quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Lực lượng Nga sau đó phối hợp với vệ binh quốc gia Ukraine bảo vệ nhà máy Chernobyl, cho phép cơ sở tiếp tục hoạt động. Sau khi Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, một số vụ giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra xung quanh cơ sở này. Ngoài Chernobyl, lực lượng Nga cũng đang kiểm soát Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine kể từ ngày 4 tháng 3. Khi chiến dịch quân sự bước sang ngày thứ 14, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và tìm cách tạo thế gọng kìm với thủ đô Kiev. Lý do NATO từ chối lập vùng cấm bay ở Ukraine. Nếu lập vùng cấm bay ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO có nguy cơ đụng độ trực tiếp với Nga, làm nổ ra cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi ở cả Mỹ và Ukraine đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng các đồng minh NATO thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine nhằm ngăn chặn những cuộc không kích từ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng một số quan chức Ukraine cho biết lập vùng cấm bay là một trong những yêu cầu quan trọng mà họ đưa ra với các đồng minh phương Tây kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này. Những người ủng hộ ý tưởng trên tin rằng một vùng cấm bay sẽ cắt đứt hoạt động đường không của Nga, ngăn đà tiến công của quân đội Nga về phía Kiev. Nhưng các quan chức chính quyền Biden đã thể hiện quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng họ sẽ không cân nhắc phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hệ quả nguy hiểm. Lý do Tổng thống không sẵn sàng thực hiện bước đi đó là bởi khi lập vùng cấm bay, chúng ta cần có những hành động thực thi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 3 tháng 3 chia sẻ, về cơ bản, quân đội Mỹ phải bắn hạ máy bay Nga tiến vào vùng cấm bay và tạo ra nguy cơ về một cuộc chiến tranh trực diện với Nga. Đây chính là điều mà chúng tôi không muốn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng ý rằng việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể kích động một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Dù vậy, những lời kêu gọi lập vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine lại tăng lên sau cuộc tấn công của Nga hôm 3 tháng 3 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất nước này. Đây là thời điểm lý tưởng để nhắc lại lời kêu gọi của tôi về phương án lập vùng cấm bay theo đề nghị của chính phủ Ukraine. Nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger viết trên Twitter sau sự việc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện tuần qua nói rằng phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine cần được xem xét nghiêm túc. Vùng cấm bay được lập để cấm máy bay đối phương hoạt động trong một khu vực nhất định, ngăn chúng thực hiện các cuộc không kích vào khu dân cư. Chiến thuật này đã được sử dụng nhiều lần trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, đáng chú ý nhất là ở Iraq trong những năm 1990 nhằm ngăn các cuộc công kích vào cộng đồng người Kurd ở miền Bắc và người Hồi giáo dòng Shitter ở miền Nam nước này. Doug Piker, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, cho rằng lập vùng cấm bay đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người khi muốn Mỹ và đồng minh phương Tây tăng cường ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng những người thường nhắc tới vùng cấm bay nhất có thể chưa hiểu hết tính phức tạp của nó. Họ nghĩ rằng đó là một lựa chọn ít rủi ro, nhưng thực tế nó vô cùng phức tạp, Buckley nhấn mạnh.
Howard Stauffer, giáo sư quan hệ quốc tế Đại học New Haven, Mỹ, kiêm cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng khi thiết lập vùng cấm bay, Mỹ và NATO phải thực thi nó bằng vũ lực. Nếu ai đó vào vùng cấm bay, bạn không thể xua đuổi mà phải bắn hạ họ, Stauffer nói. Cả Ukraine và Nga đều không phải thành viên NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi NATO là mối đe dọa trực tiếp và gần đây liên tục chỉ trích xu hướng mở rộng về phía đông của khối này. Do đó, NATO rất miễn cưỡng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine khi nguy cơ đụng độ trực tiếp với một cường quốc hạt nhân là rõ ràng. Mặc dù NATO ủng hộ Ukraine và lên án chiến dịch quân sự của Nga, liên minh đơn giản là không sẵn sàng làm bất cứ hành động nào có thể được coi là gây xung đột trực diện với Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhận định vùng cấm bay ở Ukraine chưa thực sự cần thiết, đồng thời lưu ý nhiệm vụ chính của Washington trong cuộc xung đột chỉ là cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Kevin Ryan, cựu tùy viên quốc phòng Mỹ tại Nga, đánh giá lập vùng cấm bay có thể tác động tiêu cực đến Ukraine vì nước này hiện vẫn được hưởng lợi từ việc sử dụng máy bay và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, Ryan gợi ý Mỹ và NATO có thể thiết lập một vùng cấm bay ở phía tây Ukraine, nơi quân đội Nga chưa tiếp cận. Bạn có thể làm vậy để tránh rủi ro đối đầu trực tiếp với phi công Nga vì họ không thực sự bay ở đó, ông chia sẻ. Nó cũng sẽ cung cấp một biện pháp bảo vệ cho Ukraine trong khi không cản trở việc sử dụng máy bay và thiết bị bay không người lái. Nga tuyên bố phá hủy 123 hệ thống phòng không Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy hàng nghìn đối tượng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 123 hệ thống phòng không. Nhìn chung, từ khi bắt đầu chiến dịch, tổng cộng đã có 2.581 đối tượng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Trong số đó có 90 sở chỉ huy và nút liên lạc, 123 hệ thống phòng không tên lửa S-300, Buk-M1 và OSA, cũng như 81 radar. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko hôm 8 tháng 3 cho hay. Theo ông Konashenkov, lực lượng Nga cũng loại bỏ 897 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 95 hệ thống tên lửa phóng loạt, 336 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 662 xe ô tô chuyên dụng và 84 máy bay không người lái. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 2 đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine mà nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và tìm cách tạo thế gọng kìm với thủ đô Kiev. Quân đội Ukraine đánh giá đà tiến công của lực lượng Nga đang chậm lại đáng kể. Nga thông báo tạm dừng bắn từ 10 giờ hôm nay, tức là 14 giờ theo giờ Hà Nội, để dân thường sơ tán và sẵn sàng thu xếp hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol. Ukraine thường xuyên gây gián đoạn việc mở các hành lang nhân đạo, nhưng xét đến tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ do hành vi tàn bạo và vô pháp luật của những người theo chủ nghĩa dân tộc gây ra, và để đảm bảo an toàn cho dân thường và công dân nước ngoài, Nga tuyên bố tạm ngừng bắn và sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo. Tuyên bố của giới chức quốc phòng Nga cho hay. Thông tin về các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol sẽ được gửi cho Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vesechuk. Thời gian hoạt động của các hành lang nhân đạo là đến 15 giờ theo giờ Moscow, tức là 19 giờ theo giờ Hà Nội. Tuyên bố nêu trên, thêm rằng xác nhận từ phía Ukraine phải được gửi bằng văn bản và giới chức Ukraine phải đảm bảo an ninh trên các tuyến đường sơ tán. Nga cũng đề nghị Ukraine công bố hành lang nhân đạo trên truyền thông trong nước bằng tiếng Ukraine và tiếng Nga vào lúc 3 giờ theo giờ Moscow.